Xin chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ băng tần 57.3 và 16.10 của VNATV. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình điểm báo của ngày hôm nay. Và kính thưa quý khán giả, chương trình này của chúng tôi hân hạnh được bảo trợ bởi tiệm vàng Miley. Tiệm vàng Miley có gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Và bây giờ có live show là từ 1 giờ đến 3 giờ, 2 tiếng đồng hồ luôn để tha hồ quý vị mua sắm vàng bạc nữ trang đồng hồ Rolex. Rất là tuyệt vời, mời quý vị nhớ ủng hộ cho tiệm vàng Miley ở 714-653-5207, 714-653-5207. Và tiếp đến nữa chúng tôi cũng không quên mời quý vị ủng hộ cho Sun Power by Eco Solar. Quý vị cần có một system solar cho gia đình của mình, vừa tiết kiệm điện vừa tiết kiệm tiền, là nhận được những promotion vô cùng hấp dẫn. Mời quý vị tìm đến với Sun Power by Eco Solar. Số phone đó là 714-265 9077, 714-265 9077. Và tiếp đến nữa kính thưa quý vị, đó là Tony Trần có những sản phẩm thật là tuyệt vời giúp cho sức khỏe của quý vị, giống như là đông trùng hạ thảo, Moringa 950, hay là tinh chất nghệ, hay là sâm Hoa Kỳ. Mời quý vị nhớ ủng hộ, và chúng tôi có gửi sữa Ensure về Việt Nam với giá cả vô cùng phải chăng. Mời quý vị tìm đến và số phone đó là 71494986888, 71494986888. Và tiếp đến nữa, đây vẫn là cơ hội rất là tốt để cho quý vị có thể mình làm refinance cho tiền mortgage mỗi tháng được rẻ hơn, hoặc là quý vị có thể có được căn nhà trong mơ của mình, tại vì phân lời vẫn còn thấp lắm. Mời quý vị ghé đến với nhà văn Chu Tất Tiến để nhận được sự giúp đỡ. Cảm ơn Vy Linh rất là nhiều. Kính thưa quý vị, cũng xin được vắn tắt thôi. Thưa quý vị là rất là nhiều những người gần đây đã gửi hồ sơ tới cho chúng tôi để mà làm refinance. Thưa quý vị, tại vì đây là một cơ hội rất là tốt. Nếu bỏ qua thì không biết bao giờ trở lại. Thì quý vị có thể quen biết bất cứ một người nào làm loan hay là làm địa ốc thì để có thể hỏi về vấn đề làm loan cũng như là để mua nhà với cái lãi suất thấp trong lúc này. Thưa quý vị, bây giờ trở lại một cái tin là Tổng thống Donald Trump, chúng ta đã biết rằng là Tổng thống Trump đã có ý định là đến cái thẳng Kenosha Wisconsin là để mà gọi là survey, tức là đi làm khảo sát về cái vấn đề mà lực lượng cảnh sát ở đây cũng như là vấn đề làm việc ở đây, khiến cho một anh thanh niên 29 tuổi người da đen bị bắn tới 7 phát đạn vào lưng và bây giờ anh ta nằm liệt luôn. Thì gia đình đang làm đơn kiện thành phố. Thưa quý vị, thì cái cuộc thăm viếng này của Tổng thống Donald Trump chắc chắn là sẽ gây ra nhiều tranh cãi, và chúng ta đã biết là ngay tại thành phố này sau khi mà anh Jacob Blake bị bắn vào lưng trước mặt hai đứa con, mà khi anh ta bước vào xe đã gây ra một làn sóng phẫn nộ và làm cho hàng ngàn người đến biểu tình trong mấy ngày vừa qua. Bây giờ Tổng thống Donald Trump lại chuẩn bị đi tới đây để mà coi như là để survey. Theo danh từ của cơ quan hành pháp cho biết là ông sẽ survey, tức là ông đây sẽ nghiên cứu xem là những cái lý do gì đã xảy ra những cái cuộc bạo động xung đột, mà cũng như là vấn đề mà cảnh sát đã bắn những người thanh niên này như thế nào. Thì cũng hy vọng rằng là trong cái cuộc này nó sẽ có hai cái thái độ khác nhau, và cái hy vọng là Tổng thống Donald Trump tới đây thì sẽ giải quyết được nhiều cái vấn nạn mà trước giờ không ai giải quyết được. Và thứ hai là người ta lại cho rằng ngược lại cho là sự có mặt của Tổng thống Donald Trump ở thành phố này là không nên lại gây thêm bạo loạn nhiều nữa, tại những người chống đối Tổng thống Donald Trump, chống đối cảnh sát thì sẽ lại có cớ để biểu tình, thì không biết là như thế nào. Dạ, và tình hình càng lúc càng căng thẳng, nhưng mà bây giờ sau khi những cái video clip á, mà bắt đầu được đưa ra nhiều hơn thì người ta thấy là Jacob Blake đã bị bắn là tại vì khi mà cảnh sát kêu dừng lại, ông ta tiếp tục bỏ đi và chạy về phía xe của mình. Chính vì cái hành động mà bỏ đi và chạy về phía xe và không tuân thủ yêu cầu của cảnh sát đã làm cho cảnh sát có hành động như vậy, bắn đến 7 phát đạn vào lưng của người đàn ông này. Dù là ông ta không chết nhưng mà đã bị hoàn toàn là sẽ bị liệt trong suốt cả phần đời của mình. Do cho nên đây là hành động cũng rất là mạnh mẽ của cảnh sát. Nhưng mà đặc biệt lần này chúng có thấy là đảng Dân Chủ không hề lên tiếng giống như lần trước không? George Floyd đó là họ lên tiếng dữ dội lắm, rồi xong rồi đến đám tang, rồi xong rồi sau đó là quỳ xuống rồi này kia đủ kiểu. Nhưng mà lần này hình như là hơi im hơi lặng tiếng hơn so với bình thường, so với cái chết của George Floyd. Và nhưng mà lần này đó thì cái vụ mà nổ súng trên Jacob Blake cũng đã làm nên một cái giấy lên mạnh mẽ, đặc biệt là của giới thể thao. NBA đã là cái giải rất là lớn, đã quyết định là dừng đấu luôn, họ không đấu và cho tới khi nào mà sự việc được giải quyết họ coi như là đình công luôn. Và có những cái trận đấu mà National NBA là họ mang những cái áo có cái tên, họ ghép cái áo lại thành cái chữ Jacob Blake, rồi phía sau họ có hình 7 viên đạn nữa. đó, cho nên là có những cái hành động như vậy, nên đây thật sự là cái vụ bắn súng đó của cảnh sát đã làm dấy lên một cái làn sóng biểu tình mới. Dạ. Nhưng mà người ta vẫn sẽ còn tìm hiểu rất là nhiều là cái hành động chạy của Jacob Blake lúc mà cảnh sát gọi đó là hành động như thế nào, tại sao ông ta phải đi như vậy. Thì nhưng mà cũng theo đúng luật pháp là không bao giờ là quyền bắn sau lưng. Dạ, mà tại sao cảnh sát lại bắn sau lưng? Ngay cả vấn đề mà trộm cướp vào trong nhà nữa, trộm cướp vào trong nhà mình, nó cướp, nó có súng, nó vào uy hiếp mình mà khi nó bỏ chạy, nếu mình bắn theo nó mình bị lỗi ở tù. Đó, cái luật như vậy không được bắn theo mà chỉ có thể bắn trước mặt khi mà cảm thấy là bị nguy hiểm thôi. Còn anh này bỏ chạy đi, trong cái video đó người ta thấy là có tiếng kêu nói đứng lại, thằng này nó cầm dao, nhưng thật sự anh ta không có bắt được, anh ta không có cầm dao gì cả. Mấy cái xôn xao nói là cầm dao đứng lại mà anh ta tỉnh bơ, tại anh ta không cầm dao, anh ta cứ đi. Anh coi như chuyện không có gì xảy ra và người ta bắn theo, bắn tới 7 phát. Thì đó là một cái vấn đề cũng rất là nghiêm trọng. Dạ vâng, thưa quý vị, tiếp đến nữa đó là có 2 cảnh sát của Chicago và một nghi phạm đã phải nhập viện sau một vụ xả súng ở khi mà cái xe của người đó đã bị cảnh sát stop lại, pull over. Thưa quý vị, 2 nhân viên của cảnh sát Chicago đã pull over một người đã nghi ngờ là có súng vào sáng ngày Chủ nhật, và cuối cùng thì 2 người cảnh sát đã pull over chiếc xe cùng với nghi phạm đều phải nhập viện khi mà đã nổ súng, đánh dấu một ngày thứ 2 của tháng mà Chicago có những cái tiếng súng nổ lên. Thưa quý vị, 2 sĩ quan cảnh sát Chicago đã cố bắt một người ở trong xe và pull over chiếc xe đó lại. Cảnh sát cho biết này là đây là một kẻ cướp xe và tình nghi là anh ta có liên quan đến cái vụ cướp xe đó, và 3 sĩ quan họ đã cố gắng để mà bắt giữ anh ta là tại vì anh ta đã tình nghi làm bị thương 3 sĩ quan cảnh sát trước đó vào ngày 30 tháng 7 ở trong một cái vụ nổ súng vào ngày Chủ nhật. Thì một sĩ quan đã bị thương trên ngực và ở vai trái và đang trong tình trạng tốt, còn lại thì những người sĩ quan khác cũng đang được điều trị, và tình trạng của kẻ nghi phạm thì người ta chưa có nói rõ là anh ta bị thương nghiêm trọng hay không. Nhưng mà tại vì pull over kiểm tra chiếc xe này, nghi phạm có súng trong xe, nổ súng vào cảnh sát nổ súng ngược lại vào nghi phạm. Cuối cùng tổng cộng cả 3 đều vào nhà thương, thưa quý vị. Và cho đến nay thì ở Chicago tình hình vẫn còn rất là phức tạp, tiếng súng vẫn nổ ra hàng ngày tại Chicago. Bởi vậy chúng tôi thấy là hồi trước đây có đọc bài báo của người Việt Nam nói ở Việt Nam an toàn hơn ở Mỹ. Chúng tôi cũng buồn cười mà thấy thực sự bây giờ là Việt Nam an toàn hơn ở Mỹ. Ở Mỹ bây giờ bắn nhau quá trời, cứ bắn giết rồi là xuống đường biểu tình hoài cũng mệt mỏi quá. Thưa quý vị, bây giờ một cái tin này cũng là một cái tin hy hữu mà may mắn cho người mẹ vì nó có đứa con bắt cóc. Thì chúng ta cũng nên đề phòng khi mà chúng ta chở những cái bé mà nhỏ đi xe đó, đi một mình. Nếu mà chỉ có người mẹ đi theo một mình mà không có để ý đến vấn đề những cái nghi can mà tiến lại mình á, thì rất là nguy hiểm. Thì một nghi can là cái tên là mễ dài dòng lắm, tên là Mayor Dairo Valera Uniga đã bước xe khỏi xe SUV của mình và chạy tới chĩa súng vào người mẹ. Chĩa súng người mẹ nhé, bắt cóc ngang nhiên đấy chứ không phải là về chộp giật đâu. Chĩa súng người mẹ để giật đứa bé ở trong tay người mẹ. Thế người mẹ này đến giằng co với cái nghi can và coi như là giằng co và có thể giật súng của người cái tay đàn ông đó. Nhưng mà cô định bắn vào cái tay mà định cướp đó, nhưng mà súng lại không nổ. Thì trong khi đó thì một người phụ nữ thứ 2 ở xe SUV nhảy tới chụp đứa bé leo xe chạy mất luôn. Tức là 2 tên này chạy mất luôn và người mẹ là tưởng là mất con luôn. Nhưng mà sau khi đã báo cáo cảnh sát đã tới và tìm thấy cái xe SUV của 2 cái tên gian ác này, khoảng 5 giờ chiều, tức là 4-5 tiếng đồng hồ sau, bắt được cái tên hai bọn này và đứa bé vẫn còn nguyên trong xe. Đây là một sự đoàn tụ rất là vui vẻ và hạnh phúc cho người mẹ. Chúng ta thấy hình ảnh mà mẹ vui quá, đứa bé dễ thương đó mà. Thế mà có kẻ nào mà 2 kẻ kia gian ác mà không biết, bây giờ là tội phạm nó tới cái giai đoạn này kinh khủng như vậy, chĩa súng để bắt cóc con của người ta thì đó là một hành động kinh khủng quá. Hồi trước chỉ bắt cóc con thì trong trường hợp người ta lơ là thôi, họ vào bệnh viện là lơ là hay là để xe lơ là chứ thế nào đó, chứ đây đằng này người ta đang lo cho con mà chĩa súng để mà hăm dọa người ta bắt cóc đứa con đi. Bà mẹ này cũng kháng cự rất là quyết liệt, xé được cái quần của người ta, giật được cái súng của nó, nhưng mà không ngờ có một tên thứ 2 ở trong xe chạy ra chụp đứa bé và chạy mất. Đó là một cái trường hợp rất là may mắn cho người mẹ này. Thưa quý vị, thầy quý vị cũng nên để ý những người nào mẹ trẻ mà có con nhỏ đi theo thì bế con hay là xách cái túi xách con cẩn thận, nhìn trước nhìn sau nhé quý vị nhé. Giờ và tiếp đến nữa xin mời ban kỹ thuật cho Mỹ Linh bản tin số 8. Bản tin này liên quan đến vụ trộm thư đã được cảnh sát phát giác ngay tại gốc của Freeway Katy cộng với là đường Grand Parkway. Và ở đây thì bản tin cho biết là cảnh sát của quận hạt Harris đã bắt giữ được một cái chiếc xe, và chiếc xe này bị nghi ngờ là tại vì lái xe đã loạng choạng ở trên đường và làm cho cảnh sát gây sự chú ý. Và cuối cùng khi mà cảnh sát bắt được, pull over được chiếc xe này, thì cái người lái xe đang ở trong tình trạng là có chất gây nghiện. Và khi mà cảnh sát điều tra cái xe, phát giác ra thì mới biết là ở phía sau xe chứa toàn là thư không, thưa quý vị. Và những lá thư này đáng lẽ là của dự đó, quý vị. Cảm ơn bạn kỹ thuật có thể cho thấy những cái bức hình này. Toàn là thư trong xe này, không từng bao như vậy. Và đây đều là những lá thư chưa được gửi đi của UPS, của USPS, của Sở Bưu điện. Vậy cho nên là không hiểu là tại sao cái người này lại đi trộm thư như vậy và ăn cắp rất là nhiều thư luôn. Và bây giờ cảnh sát tiếp tục điều tra, và đây là một tội điều tra liên bang, thưa quý vị. Nếu như quý vị nếu như một người nào đó mà phạm tội mà tội ăn cắp thư của người khác, lấy cắp thư của người khác, lấy cắp information của người khác, là một trọng tội, là tội liên bang và phải bị điều tra. Chính vì như vậy mà cái người lái xe này sẽ phải chịu trách nhiệm rất là lớn. Và người ta không biết rằng là cảnh sát chưa điều tra ra được là người lái xe này làm ăn cắp những cái lá thư này rồi đi trốn, hay là có người nào đó đã ăn cắp và người lái xe này chỉ cái nhiệm vụ là chở những lá thư này đi mà thôi. Thì bây giờ cảnh sát vẫn đang tiếp tục tìm hiểu, nhưng mà rất là ngạc nhiên khi trên xe của người này toàn là thư như vậy và chưa hề được giao của Sở Bưu điện, thưa quý vị. Thế vậy có bản tin mà chắc giờ chúng ta chưa có để ý nữa. Cái này nói nhỏ về cái vụ trộm thư thôi. Rất nhiều chúng ta không biết rằng là cái người mà thanh tra bưu điện đó, những người thanh tra bưu điện có quyền lực mà y chang như là cảnh sát liên bang, thưa quý vị. Cái người thanh tra bưu điện nó tưởng là chỉ có giao thơ thôi, nhưng mà anh này có súng rồi, có quyền hạn và bắt giữ người mà cũng y chang mà cảnh sát FBI vậy đó, không có thua gì đâu. Tức là anh ta có quyền điều tra. Và rất là những dàn mới đây chúng tôi biết, tôi cứ tưởng là bưu điện nó là một cái nhân viên dân sự thường bình thường, ai dè có thanh tra bưu điện có quyền lực rất là lớn. Thưa quý vị, bây giờ trở lại một cái tin là tiếp tục theo cái tin trước chúng tôi tuần trước. Tôi cũng thưa quý vị là có một người cũng giả mạo cái tài khoản của mình để ăn trộm cái tiền của PPP, tức là tiền trợ cấp cho những người mà thất nghiệp trong cái small business, mấy chục ngàn để đi mua xe láng cóng. Thế bây giờ lại hai người đàn ông của Florida sử dụng ID giả và tài khoản ngân giả đến cắp hơn 3 triệu đô la. Thưa quý vị, số tiền rất là lớn của PPP, tức là một cái chương trình cái là Paycheck Protection Program, tức là giúp cho những người mà có cơ sở tín dụng nhỏ bị thất nghiệp và bị mất việc trong cái giai đoạn này để có thể giúp cho họ vượt dậy trong cái thời gian tới. Thì hai cái kẻ này đã sử dụng ta không biết bao nhiêu cái tài khoản giả mà có thể lấy được tới 3 triệu đô la. Nhưng mà nhà chức trách cũng đã phát giác ra và bắt được cả mấy cái tên này. Những cái tên này đã bị sẽ bị những tài sản luật như là Mỹ Linh vừa nói là phạm một luật liên bang chứ không phải luật tiểu bang đó. Thành ra hình phạt có thể tới là từ 20 năm tù cho tới trung thân, thưa quý vị. Trước đây vào tháng 8 Bộ Tư pháp đã bắt được một tên khác cũng giả mạo cái lừa đảo PPP tới 4 triệu đô la. Bây giờ đây là những cái vụ lớn, thành ra do đó thì chúng ta những người nhỏ tôi muốn đi xin PP chẳng ai cho hết đâu, mà thằng này nó đem nó lấy tới 3-4 triệu là mình hết tiền. Yeah. Mà không hiểu là tại sao mà họ có thể lừa dối hay đến như vậy. Là tại vì khi mà PPP mình phải điền rất là nhiều information, cũng như là quý vị là chủ cơ sở thương mại, quý vị phải đầy đủ form. Dạ, rồi tất cả những cái form đó là phải nộp hết. Rồi là quý vị cần phải submit bao nhiêu là giấy tờ. Thì làm sao mà giả từng cái giấy tờ để cho PPP có thể approve được. Mấy tay đầu óc nó như là một cái computer, nó hay quá. Dạ, không phải dễ đâu. Tại vì điền hồ sơ trội nhất đầu vô cùng luôn. Bao nhiêu giấy tờ, rồi bao nhiêu nhân viên mình phải khai hết. Rồi xong rồi mình trả W2 cho nhân viên như thế nào. Tất cả đều phải có cái form hết. Và sau đó thì mình nộp lên. Dạ, làm sao mà có thể giả từng đó cái form. Lạ lùng, dạ, cái đó thiên tài nha, chứ không phải là chuyện chơi đâu. Không đơn giản mà có thể làm được chuyện này. Nhưng mà từ bữa giờ là chúng ta đưa là ít nhất là 3-4 vụ lớn rồi đó. Mà toàn là mua xe Lamborghini không đó, Lamborghini. Không phải dễ chơi. Dạ, và kính thưa quý vị, đến đây thì xin kính chúc quý vị có một ngày đầu tuần thật bình an, thật nhiều niềm vui. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả vào ngày mai cũng vào giờ này. Trời rộng lớn ơi, có nghe chăng tiếng em gọi? Mẹ giờ này ở chốn nào? Con đang mong nhớ về mẹ. Mẹ ở phương trời xa xôi. dịu hiền về với.